Giấc này mặc áo mưa gì nè, để quay cho bác xem. Thêm cái khúc này là ít ổ gà của bác ơi. Khúc này đường còn tốt. Cái khúc này mà đường ổ gà nữa là thua luôn. Đâu thấy đường chạy nó giấc này nước là tràn luôn. Tại vì hai bên bờ á là nhà người ta cao quá. Wow, sấm sét thì đùng. Nước đường luôn các bác ơi. Mưa ngập luôn quốc lộ luôn. Ngập nước quốc lộ luôn. Mưa kinh khủng khiếp luôn. Trận mưa lớn nhất năm luôn đó. Có quốc lộ một lúc mưa không thấy đường chạy luôn đó cô bác. Không thấy đường chạy luôn à. Vô phim không biết cô bác thấy sao chứ này là không thấy đường chạy luôn đó. Xe lớn chạy trước rồi mấy xe lớn chạy sau cũng ghê. Ngại là có chuyện gì cái mình thắng gấp lại đó, có xe lớn hay sao nó nguy hiểm lắm. Tại vì cái này nguyên một cái đoàn xe lớn của người ta mà. Ở đây là cầu kênh số 7. Giấc này là về luôn rồi đó. Tại giấc này trễ lắm rồi cô bác, 3 giờ 26 phút rồi. Chạy tới nhà là cả 5 giờ. Nói chung tới đây là gần như là mình chia tay rồi, đâu còn gì nữa. Bây giờ đoạn này thì về tắt về ở cái chỗ cây xăng. Và có thể là không ghé cây xăng luôn cô á. Người ta sẽ trả khách về dọc đường luôn. À, thật ra là có thể là giấc này là mình về luôn rồi đó. Cũng đâu có còn gặp mặt các thành viên trong đoàn nữa. Người ta làm cái tuyến đường tắt nè, gọi là cái tuyến tránh đó cô. Là tại vì hồi đó cái đường quốc lộ 91 mà lên núi Sam á, kẹt xe liên tục luôn. Cái số lượng người mà ta đi Miễu Bà Chúa Xứ đông quá. Thành ra là kẹt xe liên tục, người ta mới mở cái tuyến tránh này để tránh cái đường Châu Đốc đó cô. Để cho người ta đi núi Sam này kia thì người ta đỡ vướng, đỡ mới kẹt đường á. Ở đây là cầu Huỳnh Văn Thu. Mây đen trời cho không biết có mưa không. Mưa cái là cũng rối lắm. Ở đây là cầu kênh số 5. Ở xe lớn người ta mưa không sao rồi hết, còn mình đâu mà xe máy là mưa rối lắm. Ướt đồ nè. Rồi bắt đầu ướt mình. Có đem áo mưa kìa. Nhưng mà đồ đạc nữa, có đem bao để mà chùm đồ nữa. Nhưng mà mưa cái lu bu lắm. Hy vọng là không mưa. Nhưng mà thấy chuyển đen hết rồi đó. Nãy quên phải mình chạy trước để về luôn đó. Chứ mình chạy theo đoàn rồi giấc này thì đoàn cũng về, mình cũng còn đâu còn gặp mặt ai nữa. Quên, nãy phải chạy trước về luôn. Mình chạy ở đây là khoảng 60 km/h thôi. Nhưng mà nếu như cái đường trống này mình có thể chạy cả 70-80 đó cô á. Miễu Bà là rẽ trái, Long Xuyên Châu Đốc là đi thẳng. Rồi. Đèn đỏ.
11, 10, 9, 8, hồi ô sắm chết dữ à. Hồi ô sắm chết ghê à. Lần sau hình như có đò xe của mình nữa. Qua lỗ lớn mà vượt mặt được. Chứ đáng lẽ là hồi nãy là mình đã qua mặt cái đoạn đèn đỏ này. Nhưng mà cái lỗ nhỏ quá của xe lớn người ta dừng lại là trong lời là không còn đường đi luôn. Để họ qua ra cái quốc lộ, dàn cổ ra quốc lộ à. Sắm chớp luôn. Trên cho trời sẹt sẹt đi chứ. Giá là không mưa. Mưa cái gói lắm. Chắc mình ráng qua mặt luôn quá. Cái vụ này không xong rồi. Không xong rồi luôn ơi. Mưa cô bác ơi, mưa rồi. Mưa rồi. Rớt lạp cạp rồi.
Mưa lớn luôn rồi. Mưa lớn luôn rồi. Xui à. Xui rồi ta. Nguyên một dãy xe lớn không có. Thôi qua mặt không được rồi. Sắp trổ ra quốc lộ rồi. Ráng mưa vừa vừa gì thôi, mưa còn chạy được, mưa lớn nữa là thua đó. Ráng trổ ra quốc lộ thì đường một chiều nó đỡ rồi, cô hát đỡ xe rồi. Còn này đường xe hai chiều nè, đi xuôi đi ngược nè, thành ra nó cản cái đường chạy mình dữ lắm. Hình như là tới quốc lộ hay gì rồi. Gặp đường rồi. Ôi tới quốc lộ quá rồi. Cũng mừng quá. Bây giờ mình đâm thẳng theo cái hướng mưa đó. Nếu mình ra quốc lộ là mình rẽ phải là mình chạy ngang mưa là hy vọng bớt mưa. Còn mưa là đằng trước mưa tới đó cô bác. Có nghĩa hướng đông về hướng tây đó. Mình đang chạy hướng tây về hướng đông nè. Phía trước là hướng đông đó, sau lưng mình hướng tây nè, bên phải hướng nam nè, bên trái hướng bắc nè. Thì bây giờ mình qua hướng nam nè, chạy về Long Xuyên nè cô bác. Đó, thì hy vọng mình chạy ngang mưa thì mới bớt mưa chứ tâm thẳng tới gọi gì là vô mắng. Xe hai bánh được phép rẽ phải khi có đèn đỏ. Ok. Mừng quá, hy vọng bớt mưa nha. Mấy cái xe lớn chắc này còn tuốt sao á cô bác. Xe của đoàn á. Thì bắt đầu là mình nghe nói là đi ở chùa Thới Sơn, chùa Phước Điền, đình Thới Sơn, trong đình Tây. Nhưng mà do đoàn mình xuống trễ đó cô ấy, thành ra là mình chỉ đi lại hai điểm thôi, chùa Thới Sơn với cái khu vực của miễu Bào Mướp thôi. À, giấc này mình ra quốc lộ 91 đó cô bác ơi. Khu vực này của Châu Đốc. Mình chạy theo thêm khoảng chừng cả chục cây số nữa thì mình sẽ gần tới miếu Bà Chúa Xứ, cái khu vực của miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam á. Rồi giấc này mình đi bọc về nè, về Long Xuyên. Từ đây về Long Xuyên khoảng 80 cây. Về Long Xuyên khoảng 80 cây, về nhà mình khoảng 20 cây nữa là khoảng 100 cây số nữa. Ờ, đằng trước hình như mưa lớn à. Hình như mưa lớn luôn. Cái đoàn xe của mình chắc này cách ở sau lưng mình chắc cũng cả hai cây số à. Tại vì nãy dướng đèn đỏ đó cô á. Rồi ra ngoài này chắc dướng đèn đỏ lại gai nữa, với ra ngoài này kẹt xe nè. Xe lớn ra ngoài này đâu có luồn lách được như xe nhỏ mình cô á. Xe nhỏ mình thì luồn lách được, còn xe 50 chỗ thì không luồn lách được. Thành ra kẹt xe tải hay xe này kia là chạy chậm lắm. Mà buổi chiều này thì chạy khó khăn lắm cô á. Buổi chiều là giờ tăng tầm rồi nè, xe ta đi nhiều lắm. Rồi đằng trước xe mình kìa, chiếc xe tải nhỏ chạy trước luôn hả gì rồi. Đúng rồi cô bác ơi, xe mình cái xe 12 chỗ hay xe 7 chỗ vậy nè.
luồng lách đi trước mà bỏ cái đầu xe thì sao này. Mưa lớn luôn rồi. Mưa lớn luôn rồi đại dương ơi. Kiếm cây xăng tấp vô. Kiếm cây xăng tấp vô để mình trùm mấy cái đồ của mình mới được. Chứ mưa này lớn lắm luôn, giờ mới trước trắng xóa kìa. Alo của mình đó thì nó chống nước quá, máy quay cũng chống nước, còn cái vali đồ dưới thì không chống. Rồi tới cây xăng rồi cô bác ơi, tắp vô cây xăng cái đã, có biểu tượng cây xăng rồi đó, tắp vô, mặc đồ mưa, quá xăng rồi. Rồi đoàn xe vừa qua mặt mình rồi đó cô bác ơi. Qua mặt mình khoảng 5 phút rồi đó. Mình ở đây nó che đậy đồ đạc này kia á, cho nó an toàn. Tại đồ của mình là chống nước không đó cô bác. Ba lô của mình là ba lô chống nước đó. Nhưng mà mình để cho an toàn á thì mình phải chùm lại cho chắc ăn. Tại vì đồ điện tử đó, nó sợ ẩm đó. Về là mình bỏ vô cái tủ chống ẩm rồi. Nhưng mà để cẩn thận vẫn hơn không. Mình tới Vạn Hương Mai rồi. Quá mưa. Mưa gắt mặt luôn á cô á.
mưa quá lớn luôn rồi. Mưa không thấy đường chạy luôn á cô bác, không thấy đường chạy luôn à. Vô phim không biết cô bác thấy sao chứ ngoài là hết thấy đường chạy rồi đó. Nổi nước luôn rồi, mưa nổi nước luôn. Lúc đường luôn rồi, lúc đường luôn đó ơi, mưa ngập luôn quốc lộ luôn, ngập lúc quốc lộ luôn, không thấy đường chạy luôn. Mưa kinh khủng khiếp luôn, trận mưa lớn nhất năm luôn đó, tới quốc lộ một còn lúc. Thôi cái khúc này là ít ổ gà của bác ơi, khúc này đường còn tốt, cái khúc này mà đường ổ gà nữa là thua luôn, đâu thấy đường chạy nữa, chắc này nước là tràn luôn, tại vì hai bên bờ đó, là nhà người ta cao quá, rồi bắt đầu mưa bây giờ là hết nước chạy, hết đường chạy luôn. À, tắm xét thì đùng. Mưa kinh thiệt. Đầu năm tới giờ chưa có trận mưa nào lớn mà trận này á. Vô phim thì chắc cô thấy ít à. Tại vì cái độ tương phản có cái máy quay nó cao lắm, với giờ mình chỉnh lại nữa thì nó trong lắm, không thấy mưa nhiều đâu, nhưng mà ở ngoài là muốn hết cái đường chạy luôn. Dòm rồi có dòm thấy xe lội nước à. Thank you.
Trời mưa gì là sợ nhất là sụp ổ gà của. Tại vì trời mưa này mình đâu có còn thấy đường nữa. Có ổ gà không rồi mình cũng không thấy, mà chạy tốc độ cao là sụp ổ gà cái là nguy hiểm lắm. Mình đang chạy vậy là hiện tại là khoảng 60 km/h. Tại vì đường mình xa lắm. Rồi lắc này lạnh rồi đó. Mà có mưa bộ vô đó mà còn lạnh á. Áo mưa chứ gì cho cũng ướt rồi đó. Nó ướt cái đường cổ vô trên đầu đổ xuống á. Ướt. Giấc này cũng ướt mình chứ. Không biết mình tới đâu à. Hình như tới cái dầu hay gì à. Ở Châu Phú, huyện Châu Phú. Trời mưa này chạy sạch chiếc xe lắm cô bác, nước nó đánh lên nó sạch chiếc xe lắm. Nhưng mà về là mình phải xịt rửa lại bằng nước thường. Cái nước mưa này sét lắm. Có axit đó. Sét lắm. Khuyên cô bác á, là đi xe này á, đừng có mặc áo mưa cánh dơi cô bác. Cô bác mặc áo mưa bộ á, đừng có mặc áo mưa cánh dơi. Có nghĩa là có tà trước tà sau đó, cái áo đó nguy hiểm lắm. Nó quấn vô cái xe máy á, nó quấn vô cái bánh xe cô bác, cái tà sau á, nó quấn vô bánh xe, nhiều người bị lắm rồi. Trời mưa phát phát á, nó quấn vô cái bánh xe. Rồi nó rút vô cái xe luôn cô bác, lật xe rút vô xe luôn, ghê lắm. Chiếc xe gắn máy này đang lưu thông trên giao lộ. Khi rẽ vào nhánh đường khác thì bất ngờ người điều khiển phương tiện bị té ngã. Nguyên nhân là do áo mưa của người điều khiển bị cuốn vào xe. Rất may lúc vụ việc xảy ra, các phương tiện phía sau đều đi với tốc độ chậm nên không có tai nạn đáng tiếc. Khuyên cô bác là đi xe này đừng có mặc áo mưa cánh dơi cô bác. Cô bác mặc áo mưa bộ, đừng có mặc áo mưa cánh dơi. Có nghĩa là có tà trước tà sau đó, cái áo đó nguy hiểm lắm. Nó quấn vô cái xe máy á, nó quấn vô cái bánh xe cô, cái tà sau nó quấn vô bánh xe, nhiều người bị lắm rồi. Trời mưa phát phát nó quấn vô cái bánh xe, rồi nó rút vô cái xe luôn cô bác, lật xe rút vô xe luôn, ghê lắm. Không nên mặc áo mưa cánh dơi. Còn nếu như mặc áo mưa cánh dơi thì cô bác phải ngồi lên cái tà sau luôn, thu cái tà sau, ngồi lên cái tà sau, rồi cái tà trước á thì cô bác phủ lên trên cái đầu gối. Là đừng cho nó phát đằng sau nha, chứ ông ơi cánh dơi mà phát đằng sau á là nhiều người bị lắm, mà nó quấn vô khăm á cô á. Bởi vì cô á có xe là tánh một bộ áo mưa bộ á, có quần có áo á, quần ghiên áo ghiên á, để trong xe. Đó đi luôn có mưa mà. Nói gì cho mình cũng mặc áo mưa bộ nào cũng mà đẹp rồi. Nhưng mà dù sao cũng đỡ cô á, mặc vô nó đỡ lạnh. Áo mưa cánh dơi là loại này là có tà trước tà sau, mà cái này người ta ngồi lên luôn thì nó đỡ. Máy quay này chống nước thành ra là quay được không sao, mà cái mic nào không chống nước thôi kệ tới đâu tới.
bớt mưa đó con. Mưa lớn kinh khủng rồi. Giống như là ông tích trữ nước lâu lâu ông xả được cái. Mưa này nó ngồi trên núi ra mừng dữ. Cây cối nó cũng mừng luôn. Nước nó đọng hai bên. Hết hồn. Xe lội nước của bác ơi. Cầu Bình Tre, tới cầu Kinh Thoáng Bình Tre rồi. Có lối vào Đức Cô Quảng. Ở đây là mình bọc vô Đức Cô Quảng cũng được. Mà mình đi ở cái đường Lộ Tẻ Tri Tôn bọc vô cũng được. Có nhiều ngã đi lắm. Mưa cây ngất, mưa cây chạy, cái đường nó cũng sạch lắm, nó bớt bụi. À, trời mưa cũng đỡ xe một phần quá. Trời mưa là ta thúa ra đường nhiều lắm. Chắc này ta tấp vô quán. Rồi ta ở trong nhà không ra đường rồi. Ta đỡ đường phần. Ta làm ống cống hay gì nè. Ta xây đường nhóc trên. Mưa đó có con táp vô mà rất rạc.
không biết cái máy còn quay không nữa, chắc là chạm vô màn hình hết ăn rồi. Cái máy ướt như chuột lột. Thôi rồi, chiếc xe này dán đường canh dữ dằn. Xẹt xẹt xuống rồi con. Thank you.
cái địa chỉ. À, chùa Long Thới, đọc cái địa chỉ coi, ấp Bình Hòa Cái Dầu, đúng rồi cô ạ. Cái chợ Cái Dầu, chợ Cái Dầu thì nắp bên tay phải rồi cô ạ. Đó mình cũng có vô chợ này rồi một lần, lâu quá không quên. Cái Dầu ở đây mưa ít cô ạ, mưa lâm ram ở ngoài, còn ở trong không có động nước luôn kìa. Ở trong không có động nước luôn, chỉ có lâm ram ở ngoài thôi. Ở đây cũng như là mưa lâm ram. Xuyên là không mưa, mưa trên tỉnh biên xui á cô bác, phải dưới Long Xuyên là mưa, cái là mình chạy dài xuống dưới này là bắt đầu vừa khóc mưa là vừa. Dưới đây thì mưa 500 mà chứ không có lớn. Ở đây có người ta chạy không mặc áo mưa luôn. Lát này cái bút lọc gió của mình nó ướt nhẹp nhẹp, không biết có nghe âm thanh không, nó ướt như chuột lột. Cái lông mà lông thú là giả lông thú đó cơ, bây giờ nó chặt đẹp rồi, không biết âm thanh còn nghe không. Ở đây người ta không mặc áo mưa luôn nè. Và mưa 5 gram chút đỉnh. Mưa 5 gram nó quá thôi. Ở đây là tới cầu Cây Dương rồi nè, dàn sáng Cây Dương đó cô. Mưa luôn. Giấc này là 4:15 mà cô ạ.
Rồi, cái này là mình tới cái tuyến tránh cái lộ lở ở Năng Rùa nè. Đó, tuyến tránh ở Năng Rùa nè. Chắc này còn mưa 5 cm rồi. Chưa dứt mưa. Chú đâu cởi áo mưa ra nè. Người dân ở địa phương hay thì ta đâu biết trên kia có mưa cơ hết. Người ta chỉ thấy ở đây chuyển mưa thôi. Mình cởi mình mặc áo mưa cho chạy dài nên ta tưởng mình khùng, nhưng mà thật sự trên kia có mưa, mưa nổi nước còn ha. Rồi dắt này nước ngớt mưa hẳn rồi đó cô bác ơi. Ở đây hình như là trước đây có mưa, thấy có hơi ướt ướt đường nè, nhưng mà hiện tại thì hết mưa rồi đó. Rồi cởi áo mưa cái nha, mặc áo mưa cho nó lực thần. Rồi bấm ngừng cái cô bác ơi, cho cái máy mình nó nghỉ ngơi xíu đi. Chắc này mặc áo mưa gì nè, để quay cô bác xem. Trời, cả áo mưa nha. Một. Ồ, mic còn lên cô bác ơi, để chùi trong kính nha. Rồi, tiếp tục quá, coi cái mic ướt như chuột lọt. Di chuyển tiếp nha, đường mình còn xa lắm. Hy vọng là mình về trước tối cô bác. Hôm nay thì không có mưa rồi.
rồi, hết tiếng tránh lộ lỡ rồi đó cô ạ. À, lộ lỡ khúc Nàng Gù đó, bên tay trái của mình là cái hướng lộ cũ đó, thì nó lỡ cặp máy xong đó cô ạ, thành ra người ta mở cái đường mới này để cho xe tải rồi đó, người ta chạy cái đường mới này với mấy cái xe mà không có đi tiếng Nàng Gù á thì người ta chạy cái đường này. Còn cái đường lỡ thì bây giờ vẫn còn chạy cô á, nhưng mà chạy ít thôi, xe ở trên thì người ta đã chặn rồi, chứ còn xe máy chạy được thôi. Còn cái khúc dưới này thì mình chạy được tới Phà Năng Cù cô á, xe lớn mình chạy được tới Phà Năng Cù. Ở dưới này thì không có mưa luôn nè cô bác. Là cái người đằng trước còn mặc áo mưa kìa. Đó cô bác, mặc áo mưa mà nó phủ phủ vậy đó, nguy hiểm cho lắm luôn. Nhiều người bị lắm rồi. Mưa cô bác, rồi cái bánh sau nó quấn vào người ta văng lại sao luôn. Khu vực người ta bán đậu chín rồi nè cô á. Đậu ở đây thì khoảng 35.000 một ký, còn đậu người ta nấu gọi là 40.000 khoảng cỡ đó rồi cô á, một ký. Một ký là ngồi gỡ ăn cả ngày. Qua cầu nè, cái cầu này cầu gì qua là cầu Bình Thủy của đó. Cầu Bình Thủy, cái cầu qua sông. Đậu chín rồi đó cô bác, cái đoạn đường này nè toàn là bán đậu chín rồi. Xa xa những chỗ khác người ta cũng có bán nhưng mà không có nhiều bằng khu vực này. Khu vực này giống như là đặc trưng rồi đó. Ở đây là đường, để mình coi cái địa chỉ ở khu vực này. Ta thay đổi cái địa chỉ. Bình Mỹ. Okay. Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang của bác ơi, khu vực Bình Mỹ. Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang. Rồi nãy cái cầu nãy là cầu Bình Thủy, còn này là Bình Mỹ.
đây là mình đã tới cầu Quýt rồi nè. Mình là nhà thờ Năng Gù đó, quá cái nhà thờ lâu đời lắm rồi, đổ chuông đó, chuông chùa, ủa chuông Sớm Đạo đó, hồi chuông Sớm Đạo đó quá. Lâu quá không về thăm Sớm Đạo, từ ngày binh lửa cháy ta chết cả người cứ nóc gạo. Từ lúc giặc tràn qua Sớm Đạo, anh chiến sĩ giữ quê không lấy giữ màu áo trắng cánh hoa tím, giữ cả người thương nóc dao. Nhưng rồi người trái anh ấy đã chết hình nàng như bóng. Thank you.
bụi rồi, có cái đường trên quá mưa, còn cái đường này quá bụi rồi nè. Như là tới cây cầu Bình Hòa hay vậy, cây cầu mà công vòng dài thon à. Hình như đúng là có cầu Bình Hòa hay gì nè. Cầu Bình Hòa. Tôi thường đi đó đây cùng em in dấu dày giữa hồ ngõ đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thường cho đường xa không âm gió phương xa hình như ca lộn rồi. Mây mù trên núi cao đường sương răng lối vào đầy trường mệt mong ước đêm đêm hàng đường ngăn bước công nhân tan tầm về cái gì mà đông quá. Mình cũng tranh thủ về cho khó thôi, cho tối thù. Đó lên đón thấy sạch là phăng xanh cây lá lấy mê gió mưa nhiều tay nhìn nắng nung người đó máu ở đây ta bán mùng màng nhiều dữ lắm rồi có thường người ta lên đây mới mua mùng màng á. Đồng tháp vắng bông hồng tôi yêu ai thôi công nhân tan tầm về có hơn mấy giờ 4:40 rồi. Ăn tình theo bước chân bỏ người ta đánh giờ qua cơn lốc chúng tao gọi mày nghe quá gần xin là 13 cây nữa. 13 cây nữa mới tới khu vực Long Xuyên.
chứ chưa tới trung tâm nha cô. 13 nói khu vực một xíu. Đúng á cô bác ơi, mình quẹo qua đây á thì vừa quẹo là mình nhá nhanh bên trái, tại mình xin đường qua trái phải không cô bác. Rồi tới cái lộ này á thì mình nó nhá nhanh bên phải là mình xin đường qua phải, chứ không phải là mình nhá nhanh bên trái rồi cái mình qua đường thôi luôn là mình đặt. Nhá nhanh bên trái rồi tới cái lộ này á mình nhá nhanh bên phải, tại mình đi vuông góc mà, đi từ cái lộ kia vòng qua lộ này. Nhưng mà thường á người ta nhá nhanh qua trái, người ta vòng qua bên này luôn. Đây là mình tới cầu Mương Trâu rồi nè, cầu Mương Trâu rồi mới tới cầu Mương Úc Xuân. Trời ơi, ưu tiên người già, xe không chết máy hay gì đó. Đường này thấy vậy chứ cũng phức tạp lắm cô á, người ta đâm qua đâm lại cứ lừa cho không có nhà nó ấy gì trơn. Không có lạng đâu ta lạng. Rồi tới cầu Mương Úc Xuân nè. Buổi chiều là công nhân tan tầm đồ nhiều lắm. Giờ này chạy về là hơi khó rồi đó. Tại xe cộ nhiều quá. Để nãy giờ mà cái mút của mình nó chưa khô nổi được cô bác, còn chèm mẹp. Cái mút lọt gió. Nó giống như là con mèo mắc mưa. Thank you.
đèn xanh cho qua. Cứng à, thành ra đôi khi cũng khá là an tâm.
rồi mình tới cầu Trào Ôn đó cô bác, cũng ráng lòn lách dữ lắm. Tiếp tục luôn, không biết nó hết bia từ lúc nào hay không, lo chạy không, lo chạy lo luôn lách rồi hết bia nhắc nào không hay luôn, hết cục sạc dự phòng luôn quá, mới thay cục khác đó. Cái máy còn có 1%, nó lên được 1%. Vô nội ô của Lâm Thiên rồi đó, qua cầu quay rồi đó. Công nhân viên chức rồi, chắc là người ta đổ ra đường quá rồi. Đậy hơi khó chút xíu. Rồi tới cầu Hoàng Diệu của bác ơi. Về phía trước là khu vực của Cốp Mắt Long Xuyên đó cô bác, sau lưng của mình là Vincom, vừa đi qua và phía trước của mình là nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Rồi cô bác ơi, quay tiếp, cái máy nó cạn pin quá quay không được. Nó tắt rồi cô bác, mới ngừng lại chút xíu để cho nó hồi pin, là pin sạc dự phòng đó mà nó qua pin không kịp tại nó cạn kịp quá. Ở phía trước của mình là Nguyễn Huệ đó cô bác, siêu thị Nguyễn Huệ đó. Dầu ở trái thì mình sẽ qua khu vực của chợ Long Xuyên, dầu phải là qua Thọ Sơn Núi Sập. Còn đi thẳng xuống á là mình về Cần Thơ hoặc là đi Kiên Giang vậy chứ. Xe của mình nè, xe của mình nè, vậy là gỡ thấy đầu xe của mình nè. Tèn 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 tèn
chỉ là qua mặt được một xe trong đợt. Cái xe nó hơi cũ rồi, chắc nó chạy không nổi, tại giờ nó chạy hơi chậm. Tới khu vực của metro cũ nè, đường xá hơi phức tạp. Để coi coi được kịp mấy cái xe trước không. Đường chặt nít gì đâu, cô bác ơi, chỉ có xe nhỏ mình có luồn lách được thôi. Còn mấy xe bự này là bó tay. Chạy lách ngang mặt, bó tay thiệt. Chạy đâm ngang mặt cô ớt. Nãy mình thắng không kịp là hốt rồi. Vừa chạy qua được cái rớt đồ luôn, quả báo thiệt. Chạy quá ẩu. Chạy muốn qua mặt ta cô ớt là mình phải chạy xéo xéo qua từ từ. Chứ ai mà lách ngang vậy. Qua mấy chỗ này khó nè cô á, phải quan sát kỹ để người ta qua đường á, ta đâm qua là nguy hiểm lắm. Cho mình chạy kỹ lắm. Ở đây là cầu gạch gò lớn, cầu gạch gò lớn, cầu gạch gò bé, cầu bà thứ, cầu cái sao, cầu cái dung, cầu cái sáng, rồi cầu số 1 đến cầu số 10 luôn. Và giờ tới quê hương còn xa lắm. Chạy thôi nhanh nhưng mà phải kỹ lưỡng, không có chạy lạng lách thằng bậy bạ. Để chỗ nào mình nắm vượt được mới vượt, chứ không phải là vượt đại cái. Mình tới công viên Mỹ Thới mình tay phải đâu cô á. Có lộn.
Ghét người. Rồi cái bà này bà ngủ quên nó chưa qua đường vô đoạn chống lỏng không qua. Đằng trước nó chỗ chống lỏng không qua. Nó đậu đó bây giờ chờ gần đó. Nhiều người chạy xe có vô tâm có qua đường ở đâu giữa lộ ở nhìn trời đó. Gọi là đi cà nhích cà nhích. Cầu cái sao rồi nè. Mấy cái xe tải lớn nhiều khi nó chạy hổn luôn con, bởi vì nó đang ra mà nhiều khi đó, mình bóp đầu nó ra cái là nó hụ ra cái nó giọt tới là nguy hiểm lắm. Có mấy tài xế chạy bạo lắm, thành ra là mình chạy đúng lực là đi vòng ở phía trong có gì khó lắm. Mấy tài xế chạy bạo lắm. Đáng lẽ xe hai bánh đó cô, mình chạy đúng luật đó, là chạy ở trong cái vạch này, cái vạch trắng này mới đúng nè. Còn cái vạch ngoài đó, là xe bốn bánh.
Nhưng mà đường phố Việt Nam của mình nó quá ơi, xe máy chiếm 2/3, chừng 1/3 là ô tô mà không tới nữa, nhiều khi ô tô khoảng 1/4 à. Có nghĩa là 10 chiếc xe chắc 1-2 chiếc ô tô à, còn 7-8 chiếc là xe gắn máy rồi. Thành ra xe gắn máy bây giờ chạy lấn làn ô tô luôn, tại nhiều quá. Nếu mà chạy đúng đường của xe máy á thì là kẹt xe chết luôn, hoặc là chạy càng nít càng nít chạy được. Thành ra đường phố Việt Nam của mình á là xe máy là lấn đường của xe ô tô chạy luôn. Quá thấy nè, cả đống xe máy thì có chiếc ô tô mà. Như giấc này là khoảng 1%, 100 chiếc xe máy mà được chiếc ô tô. Thành ra mình tới Vàm Cống á gì à. Thành quá mình về được sớm. Tới Vàm Cống rồi quá thôi. Tại mình chạy hơi nhanh chút xíu. Vàm Cống là tay trái của mình. Và Vàm Cống á. Mình chạy là gần như là không thấy ai qua mặt mình luôn. Rồi tới cổng chào Long Xuyên rồi đó. Có nghĩa là hết địa phận của Long Xuyên rồi đó cô bác. Tới cầu Cái Sắn, từ cầu Cái Sắn đổ xuống á là tới khu vực của Thốt Nốt Cần Thơ rồi đó. Rồi vậy là mình vượt không có kịp cái đoạn xe trước à. Tại vì xe trước người ta tới lộ tẻ rồi, người ta bọc qua rồi. Qua cầu Cái Sắn này tới lộ tẻ rồi. Có lần đó cô bác, mình gửi xe ở đây, cái tuốt ở trên cổng chào đó cô bác ơi, xách cầu vòng xuống dưới cầu này, cái bọc vô trong chỗ gửi xe, ôi ôi đi cả gần 2 cây số đồ lũ thứ. Đi được xe riêng gì nhiều khi là tiện, mình đi thoải mái. Giấc này giả sử như mình mệt hay gì tấp quá mình nằm ngủ cũng được luôn. Ở đây không có mưa. Đó, từ đây trở xuống là khu vực của Thốt Nốt rồi đó cô bác. Dưới chân cầu Cái Sắn là khu vực của Thốt Nốt rồi. Rồi tới trạm thu phí của lộ tẻ nè. Trạm thu phí này bỏ tới công viên lộ tẻ đó cô bác. Chắc là mình vòng về rẽ trái thì xuống trung tâm Cần Thơ, chắc là vòng về nè. Nhưng mà có một số xe thì người ta đi thành phố này kia thì người ta có thể ta chạy bọc xuống đây luôn cô bác, để qua cái cầu Vàm Cống. Cầu Vàm Cống là có cái lối đi ở dưới này. Rồi ở đây là cầu ngã Ba Đình, tức là cầu số 0. Từ đây chạy thêm 10 cây số nữa là về tới quê hương. Tiếng này là tiếng Rạch Giá nè, đi Rạch Giá nè. Rồi, ở đây không có mưa cô bác ơi, khô gan luôn, chắc chắn luôn. Vậy là ở quê mà không mưa, tuốt chả mưa. Cái này giống như gặp cái nạn. Nếu không mưa nãy giờ mình về lâu rồi, đến mưa không có đường chạy luôn rồi, mưa nổi nước luôn.
Mà nếu như ở đây nói chảnh mưa thì cũng hơi khó tin ra mưa nổi nước. Nhưng mà có phim làm chứng. Ở đây số 1 nè. Khoảng trên dưới cây số là một cái cấm. Ta gọi là một số. Ví dụ như nãy là số 0 còn ngã Ba Đình đó. Ở đây là khoảng số 1. Tới nữa là số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10. À, qua tới cái chỗ mà cái nhịp dẫn của cái cầu Vàm Cống đó thì bớt xe quá, tại ta đi vòng qua cầu Vàm Cống á. Còn cái đoạn này thì xe hơi nhiều chút. Banh chành cho nè, thành ra là nó khó chứ, nó không có được như cái đoạn kia. Rồi biết được thôi, không qua được. Người ta đổ từ ở cái cầu Vàm Cống đổ xuống rồi cô á. Qua tới cái nhịp dẫn của cầu Vàm Cống thì ít xe rồi. Mấy cái xe lớn đó là khoảng 80% là người ta đi qua cái cầu Vàm Cống rồi đó, rồi trái đó. Rồi mà tới địa phận của huyện Vĩnh Thạnh rồi nè. Hồi nãy là ở Thốt Nốt đó cô. Từ cái lộ tẻ rẽ trái và xuống đây khoảng chừng 2 cây số là khu vực của Thốt Nốt. Bữa nay khu vực của huyện Vĩnh Thạnh nè. Thì ngày xưa cũng là của Thốt Nốt cô á, nhưng mà sau này cắt ra một huyện mới gọi là huyện Vĩnh Thạnh. Tại vì cái huyện Thốt Nốt rộng quá, cắt ra một cái quyền mới. Không biết chắc là mấy giờ. 5 giờ 20 phút rồi cô bác ơi. Cũng trễ lắm rồi đó. Vừa qua chợ số 2 đó quên. Ở đây là cầu móng số 2 nè, tức là cầu bờ ao nè. Chạy vậy là hết một bình xăng của nó rồi. Vậy là khoảng 60-70 ngàn á. Tại vì hôm là đi là cái bữa đi là mình đổ xăng đầy rồi. Rồi bữa nay mình còn khoảng hiện tại là còn khoảng 1/3 bình xăng á. Chạy tới nhà chắc còn khoảng chừng 1/4 bình. Mà đổ bình
chắc khoảng chừng 100 đến 120 ngàn. Còn chạy chưa hết xăng, còn khoảng 1/3 xăng à. Nếu như chạy về tới nhà chắc còn khoảng 1/3, 1/4. Thì mình chạy khoảng 60 ngàn tiền xăng à. Đó đó. Số 3, số 4 gì số 4 rồi đó các bác ơi. Số 5 mà cô bác tới đường Bò Ốc rồi nè, từ đây đi vòng ra Bò Ốc đó cô bác. Đây là khu vực số 5, nhích tới nữa là khu vực số 6.
tới số 6. Bên phải của mình là bến đò số 6 đó cô ạ. Cái cầu số 6 qua số 7 nè. Tới cầu số 7 nè, cầu Hai Phó. Bên trái của mình là chùa Liễu Thành, chùa số 7. Cầu số 8 rồi nè, cầu Tôn Chất. Bên phải của mình là bến đò số 8. Vừa rớt cái bọc mà thôi bỏ luôn cô bác ơi. Cái bọc mà để chùm cái alo của mình nó rớt rồi thôi bỏ.
tới cống 9:30 cô bác. Tới bến đò số 10. Đi quay cô bác xem cái là mình cốt kết thúc phim nha, à, tại mình còn chạy vô chợ lấy số đồ ở trong đó cô bác. À, cái máy để mà chạy cái thuyền mình đó mình bỏ trong chợ chạy trọng lấy cái máy chạy cái thuyền hơi của mình đó. Rồi cô bác ơi đó. Hồi nãy gớt cái bọc mà thôi bỏ luôn, cái bọc để chùm cái ba lô nè nè cô bác, cái bọc chùm ở trên của cái ba lô nè. Còn ở dưới đó thì mình đã che nè, hồi ở nước mà cô bác ơi, giờ nó rỉ. Che đỡ thôi, chứ hồi nãy chắc cũng ướt tại vì nước hồi nãy là nó sáng trời cho mà ướt nhẹp rồi cô bác. Nhưng mà không nó nổi. Rồi, xong rồi đó. Con ngựa sắt của mình. Chắc khoảng 70.000 tiền xăng khoảng cỡ đó đó, nhưng mà chạy thì hơi cực một chút xíu. Rồi phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Cô bác dòm nè, chắc này mà nó chưa có khô nổi rồi cô bác dòm nè. Kèm nhẹ phật chưa, không biết âm thanh nó sẽ ra sao nữa. Rồi chắc này mình chạy vô chợ ha cô bác. Rồi phim mình tới đây là kết thúc đây. Mình mới về không? Hả? Mình mới về. À, đi núi mới về. Rồi cô bác ơi. Nó nè. Rồi, phim mình tới đây kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Chạy vòng vô chợ. Đâu về hả? Thôi rồi. Ở đây cho hỏi cái băng này. Tao nói mày bữa đó tao nói vậy là mày ở nhà rồi.